Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay cũng là sinh nhật của mình, thì mình cũng rất là cảm ơn những bạn đã gửi lời chúc đến sinh nhật cho mình. Mình rất là cảm ơn các bạn. Mình cũng chúc tất cả các bạn có một sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui. Và hôm nay mình đi dự bữa tiệc của tối ngày hôm nay, thì mình cũng xin phép tất cả các bạn mình review lại tất cả những cái bữa tiệc của tối ngày hôm nay cho tất cả các bạn xem. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng đồng hành để xem những bữa tiệc ngày hôm nay mình đi sẽ như thế nào nhá. Và đây là đám cưới ở trên vùng cao. Nếu mà bạn nào mà không quen hoặc là không biết thì các bạn có thể xem video này của mình. Còn những bạn nào biết rồi thì các bạn có thể là bỏ qua cho mình, không sao cả các bạn nhé. Và hiện tại bây giờ xin mời các bạn hãy đồng hành với mình đi dự buổi tiệc của ngày buổi tối ngày hôm nay. Đây, hiện tại mình đến nước nhà đám rồi các bạn ạ. Đây là phong tục đám cưới của người dân tộc Dao Đỏ ở trên vùng cao Tây Bắc. Các bạn thấy không, hiện tại mình đã đến nhà đám thì hiện tại sắp được lên mâm rồi các bạn. Mình cũng chưa vào xem, để sẽ vào xem nào. Thành phố Lào Cai, xin chào quý vị, quý vị chúng ta cùng tiến bước trở về với hôn trường chính của gia đình, lựa chọn cho mình những vị trí ngồi trang trọng và đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đây cùng với mời chương trình live show ca nhạc hát mừng sầu hiền dễ thảo. Anh kết thực hiện chương trình chúng tôi mang tới toàn quý vị với những lời ca tiếng hát thay cho lời chúc lời chào, lời cảm ơn chân thành. Anh em đầu bếp chắc hôm qua đến giờ chưa được ngủ giấc nào đâu nhỉ? Chưa. Tối nay cố là thức một đêm nữa. Làm bếp thì hôm qua thì thức một đêm, đến hôm nay lại thức một đêm, là gọi là thức trắng hai đêm các bạn ạ. Đấy, cả nam nữ cũng đều phải thức hai đêm các bạn nhé, để chế biến được một cái món mà ăn để cho bữa tiệc hôm nay thì phải vất vả lắm các bạn ạ. Mâm rồi các bạn, nhưng mà người vẫn chưa đến được các bạn, vẫn còn rất là nhiều người chưa đến được. Bây giờ chỉ đến được vài số người thôi, còn rất là nhiều người chưa đến. Một số bạn thì đang tiến đến rồi các bạn. Ở đây thì toàn đứa con gái tầm 2k mấy thôi các bạn. Đấy, ví dụ như đoàn này này, tầm 2k mấy thôi các bạn ạ. Hello. Đi bộ lên là
Bước 2. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, liên tục chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị trở về với ngày vui ngày phúc trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đại biểu gia đình và nhà trai cũng như là chú rể Lopa rất bị dự được và chào đón với sự hiện diện của các bạn trẻ năm thanh niên là bạn thân nhất của chú rể trở về với ngày vui ngày phúc trọng đại của hai bạn. Và theo như sự sắp xếp từ phía tư gia của gia đình và nhà trai và nhà gái thì đúng thời gian 18 giờ tức 6 giờ buổi tối ngày nay tại trung tâm sân khấu tình yêu của gia đình để cùng với những phút đăng quang hạnh phúc nhất của chú rể Trần Thị Đức được đăng quang tổ chức tại sân khấu tình yêu của gia đình. Vậy một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, tôi trọng kính mời tất cả quý vị khách quý gần xa và đến các bạn trẻ thanh niên bạn thân nhất của chú rể Lopa đã cùng chia tay cánh cửa hồng trên đây thắm tình của gia đình. Và trong buổi chiều ngày nay, quý vị còn đang hiện diện tại phía cổng hoa, tức tại phía cánh đường làng của quê hương thân là mới xã Giả Mời, thành phố Lào Cai, sẽ cùng di chuyển trở về với hôn trường chính của gia đình, lựa chọn cho mình những vị trí ngồi trang trọng và đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sau chút phút nữa để cùng chứng kiến với tất cả các nghi lễ trang trọng trong buổi tiệc đính hôn hạnh phúc trăm năm của chú rể và cô dâu sẽ được đăng quang tổ chức tại sân khấu tình yêu của gia đình trong buổi chiều nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị thân mến, và liên tục để cùng với những lời ca tiếng hát ekip thực hiện chương trình chúng tôi mang tới tất cả quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm, một ca khúc nhạc trẻ với ca khúc mang tên đề Đơn Giản Anh Yêu Em. Xin được kính chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi chiều vui vẻ, ngập tràn niềm vui. Cho chúng quý vị ta cùng thưởng thức. Đây là chú rể đang chào đón người này mà. Rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng xoay rượu nhé. Mời tất cả mọi người nha. Rượu này ngon lắm. Rượu làng mới yếu thế thôi anh ạ. Đúng rồi, rượu làng mới yếu thế thôi. Nó hơi bị cay nhỉ. Lúc nấu cho người ta bỏ cân ớt vào á. Rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng dùng bữa với mình nhá. Rồi mình sẽ quay lại tất cả.